Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm GMO Thần Long 3D vừa mới ra mắt. Hình như game này là của nhà phát hành Tàu, nên là chúng ta không thể biết là ai làm game này cả. Đấy, thì đây ở màn hình chính của game chúng ta sẽ thấy nó ghi là siêu phẩm Diablo trên mobile. Và game kiểu Diablo thì mình sẽ hình dung là kiểu nhập vai, hành động nè, đi trên màn hình ngang. Có một cái nhược điểm của game này là cái đăng nhập, là nó không giữ nick mà chúng ta phải cứ mỗi lần vào game là phải đăng nhập. Kiểu nếu mà ai mà cứ treo máy suốt thì không sao, nhưng mà mình cứ ra vào thế này thì phải nhập lại. Cắt màn hình đi một tí để không lộ tài khoản nhé. Hiện tại là game có bao nhiêu máy chủ ở đây? Đã có 2 máy chủ. Mình sẽ vào cung thủ nhé. Server mới, đăng nhập. Có thể thấy game có đồ họa 3D trông hơi thô sơ nhưng mà khá đẹp mắt, cũng kiểu MU ấy. Chúng ta sẽ có 4 lớp nhân vật để lựa chọn này. Tuy nhiên thì mỗi loại nhân vật thì chúng ta không thể chọn giới tính được cho mình. Trông sexy đấy. Cũng có lỗi khi mà nhập tên này. Vào game. Thực ra thì game kiểu này mình thấy nó được cái đồ họa đẹp thôi, chứ về tính năng thì thực sự là không có gì nhiều. Đây chúng ta sẽ dùng cần ảo phía bên tay trái để di chuyển, bấm vào nút đánh bên tay phải để triển khai các cái kỹ năng đánh của mình. Chưa có skin nhỉ? Đánh mãi thế. Chúng ta không thể chạm vào màn hình để nó di chuyển được, chỉ có thể dùng cần ảo thôi. Ui, con này đúng kiểu thần long này, to quá. Đây là kiểu con này kiểu dẫn chuyện ban đầu ấy. Chắc là mình sẽ đánh con này không được, sau đó thì sẽ về trở về hiện thực và đi kiểu rèn luyện dần để có thể tiêu diệt được con thần long này. Vẫn đánh được này. Thanh máu của mình đâu nhờ? Có skin. Mình có một skin bọ. Di chuyển xem nào. Có cảm giác di chuyển của cái này không được nhạy cho lắm. Mình giết được con này rồi này. Sao nữa? Chết chưa mày? Rõ ràng là đánh hết máu rồi nhá, bật dậy. Lại đánh tiếp à? Khó hiểu quá. Nói chung là nó vẫn còn sống. Đấy, bây giờ có quà. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu đi khám phá. Đây là dẫn chuyện mà thường thì mình không hay có thói quen đọc lắm. Trừ khi là mình có quen thuộc với kiểu cốt truyện của game ban đầu thì còn có một chút tò mò. Đây, hiện tại là có thành chính, tuy nhiên thì lại góc nhìn thì hơi bị bó hẹp. Chúng ta sẽ thử zoom ấy, không được, không xoay được. Đây hướng dẫn bấm vào nút cái ông dâu bạc này ở góc bên tay phải phía trên màn hình để đi làm nhiệm vụ. Đấy, xong lại bắt đầu nói rất là nhiều. Chưa dễ lên level rồi. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu đi theo ải để làm nhiệm vụ thông thường. Có vẻ như cốt truyện của game này khá là hay. Chúng ta sẽ đi dần dần đi phá các thứ. Có lẽ mình sẽ tập trung đọc cốt truyện. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Quái này, anh nó. Hiện sẽ có 3 skin, hiện tại thì mình mới mở được một cái thôi. Này, xoay xoay. Xong rồi. Mình sẽ chạy ra giữa. Có một đồng hồ ở trên đầu. Và đấy, mọi thứ đang xoay chuyển, biến mất, đảo ngược thời gian. Ôi,
Đây chính là đại lục trước khi hủy diệt. Chúng ta lại đi tiếp. Có thiên thạch nó ám hại. Tại sao nó đang đỏ? Tức là mình không được đứng một chỗ mà đánh liên tục mà phải chạy chạy vòng quanh, nếu không mà cứ đánh là nó sẽ lao cái thiên thạch vào mình sẽ bị mất máu. Nhưng mà mình cảm giác cái di chuyển cái này không mình nhạy cho lắm ấy. Đánh mãi mới xong. Nó con này ok à đây rồi. Chơi này cũng không có chế độ auto chứ, nản quá. Được rồi, đi đến ải thứ ba rồi, chắc là nốt cái chỗ này là sẽ qua khỏi được cái màn này thôi. Khó phết, đúng là không phải kiểu game auto đơn giản. Có lẽ đây cũng chính là một trong những cái điểm hấp dẫn của tựa game này, khi mà bây giờ toàn những kiểu game auto khiến cho người chơi rất là lười biếng nhưng mà lại nhanh cảm thấy chán game ấy. Đấy, còn đây là mình phải tự cày nên là đấy qua ải rồi. Sạch vẫn phải đi à đây con boss đây rồi. Skin ủa sao nó có lùi lại mình không biết. Đánh lâu vãi anh, con này lại còn máu kiểu các màu của đủ thể loại. Ngoài ra thì ở phía trên nút kỹ năng chúng ta có thể thấy có nút có cái bình máu, nhưng mà chỉ có một bình để chúng ta kiểu hồi mà chẳng may hết máu quá thôi. Mỏi tay quá, chết nhanh mày. Rồi rồi có vật phẩm này. Cái này trông giống học ở game Critica, cái hiện là xếp hạng với cả thời gian đồ như này nọ. Cái kiểu bốc thăm thì rất là mất dạy, bao giờ cũng phải cũng kiểu ra đồ lợi nhất. Ở phía dưới thì chúng ta có thể thấy ở chỗ nút X góc mà bên phải màn hình phía dưới này là mở những cái tính năng trong game, tuy nhiên là hiện tại là mình chưa mở được hết. Mới chỉ có 1-2 cái cơ bản thôi, thực ra mới level 2 thôi mà. Đấy, trước đó thì mình cũng có chơi qua một tí để hiểu game và giới thiệu cho các bạn, thì thấy nó cũng không có gì nhiều. Chúng ta sẽ vẫn có kiểu hệ thống túi đồ nâng cấp rồi lên skin thôi. Đấy, lại đi ải như bình thường thế này. Có lẽ điểm đặc biệt chính là chúng ta kiểu như một như game Diablo, chúng ta sẽ đi trên một map rộng lớn và tự tay chém giết quái, làm theo nhiệm vụ theo một cái cốt truyện có sẵn ấy, khá là hay đó. Thì vừa rồi là trải nghiệm đến level 3 của mình về tựa game Thần Lòng 3D. Mình dự là sẽ rất nhiều bạn thích game này bởi vì cái yếu tố mà MMO và đi trên map rộng lớn như thế này không hề nhàm chán chút nào. Tuy nhiên thì đây là một game kiểu của nhà phát hành tàu chứ không phải ở Việt Nam, nên là mình không khuyến cáo các bạn lắm, tùy thôi. Đó, thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các clip trải nghiệm game mới khác của Game Hack.vn.